AK-47, có tên gọi chính thức là Automat Kalashnikov, được gọi là súng trường tự động của Kalashnikov, còn được gọi là Kalashnikov hoặc CHK, là một loại súng trường tấn công chạy bằng khí được lắp cho khẩu 7,62 hộp tiếp đạn 30 viên 39mm. Được phát triển ở Liên Xô bởi nhà thiết kế vũ khí nhỏ người Nga Mikhail Kalashnikov, nó là loại súng có nguồn gốc của dòng súng trường Kalashnikov hoặc AK. Dù đã ra đời từ cách đây hơn 60 năm, nhưng khẩu súng AK-47 của Kalashnikov vẫn được sử dụng và giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong các đơn vị bộ binh và các tổ chức du kích của hơn 50 quốc gia trên thế giới. Và ở Việt Nam cũng vậy, AK-47 đã góp phần không nhỏ giúp bộ đội ta giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một số nước còn đưa khẩu súng AK-47 lên quốc huy, cờ. Súng trường tấn công AK-47 huyền thoại trở nên nổi tiếng nhờ vào hai điều: đặc tính chiến đấu tuyệt vời và sự đơn giản đáng kinh ngạc, khiến nó thực dụng hơn nhiều so với hầu hết các loại vũ khí cùng loại. AK-47 sử dụng đạn cỡ 7,62x39mm, được thiết kế có tầm bắn hiệu quả trong cự ly 300m. AK-47 có nhiều chế độ bắn với tốc độ bắn liên thanh đạt 600 phát phút, đạn của súng AK-47 rời nòng với vận tốc 715m mỗi. Hơn nữa, do đặc tính dễ sử dụng và có thể hoạt động tốt trong mọi môi trường, nên AK-47 được ưa chuộng hơn nhiều so với vũ khí cùng loại của các quốc gia khác. Súng trường tiến công AK-47 được mệnh danh là súng trường phổ biến nhất thế kỷ 20 và gắn liền với các cuộc chiến tranh giành độc lập, giải phóng thuộc địa trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.